Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em quay lại với channel của mình. Ngày hôm nay sẽ review cho anh em xem về một cái tài khoản của diễn viên Hàn Quốc Lee Ho. Nghe cái tên là thấy diễn viên Hàn Quốc rồi đúng không anh em? Ok, trước mắt thì anh em mình sẽ cùng xem về VIP đi. Ôi, ạc là chơi lâu phết nha. Lần đầu tiên mình review một cái tài khoản mà có cái số ngày đăng nhập lâu đến như vậy, 1800 ngày. Như cái tài khoản mình chơi cũng khá lâu rồi, thế mà mới chỉ có khoảng 1700 ngày thôi. Đây chắc là lần đầu tiên, nếu mình nhớ không nhầm, đây là lần đầu tiên mình review một cái tài khoản có số ngày đăng nhập kinh khủng như vậy, 1800 ngày. Quá kinh khủng. VIP 17. Tiếp đến thì anh em mình sẽ xem về nền văn minh nhá. Đang sử dụng nền văn minh là đế chế Ottoman. Bây giờ khá nhiều anh em chơi Ottoman rồi, vì có tốc độ di chuyển, có thiệt hại kỹ năng. Sức mạnh là 80 triệu và điểm tiêu diệt là 6 tỷ nha anh em, 6 tỷ 1 ở đây. QT5 với QT4 mình thấy nó gần như là đồng đều nhau, 200 triệu chỉ lệch nhau có tí thôi. Như vậy là Q cũng khá là cao đúng không anh em, 6 tỷ là cũng cao ấy. Như nếu mà cái mức người chơi này tầm khoảng 1K7K8 ngày như cái account của mình với account ông này thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 4 tỷ trở lên thì mới gọi là ổn được nha anh em. Nó còn tùy suy xét vào nhiều trường hợp và nhiều cụm kingdom KVK chơi với nhau nữa. Lính thì cũng khá ít, mình thấy lính khá ít nè, có 2.6 triệu lính. Thì lính này chắc chỉ đủ để đánh on field thôi. Mức sức mạnh tối đa mình thấy là 100 triệu, ở đây chết tới 26 triệu, thu thập tài nguyên 11 tỷ, hỗ trợ tài nguyên 29 gần 30 tỷ. Baurika, Netki, Hạng Vũ, Yuan có khả năng là chơi chuyên kỵ nha, ngô đá nhưng mà cũng có cung trong đấy. Rồi anh em mình sẽ xem được coi tài khoản chơi lâu như thế này thì có đua nhà thiên đỉnh không anh em, có đua nhà thiên đỉnh không. Đang sử dụng nhà K1, nhà này anh em có thể đổ trong shop được. Hoa sen nhà này thì chắc giai đoạn lấy giai đoạn đầu game, nhà này cũng đòi nhà kỵ đổ trong shop luôn nè. Như vậy là khả năng là không có đua nhà thiên đỉnh nha anh em, không có một cái nhà thiên đỉnh nào hết. Tốt nhất là nên để tăng tốc để đấm nhau thì nó vẫn là sướng hơn. Rồi bây giờ thì anh em mình sẽ cùng xem một chút về kho nhé. Soluna, cái xu đó là đồng Soluna là K3. Red kho nè, wow ơi, Red kho cũng còn lắm phết đấy. Red anh em nhiều thế nhỉ, mình đói rét giá mà luôn em ạ. Đây tăng tốc đây anh em ạ, tăng tốc vẫn còn khá nhiều nè. Tăng tốc này thì đấm mượt rồi, đạt nhiều tăng tốc phết. Gear vẫn là phần quan trọng nhất đúng không anh em. Một cái cung này chủ ạc bảo là hôm trước mình vào review nhưng mà mình vào trễ nên là chủ ạc có rèn cái cung trước rồi, và cái kết quả thì nó cũng không khác gì mình hết anh em ạ. Đây đó, không nổ tài năng đặc biệt, và nếu như mình rèn thì chắc cái kết quả nó cũng tương tự như thế thôi. Ở đây có thêm một cái mũ cung nữa nè. Rồi bây giờ anh em mình sẽ cùng xem thử là có bao nhiêu món nha. 2 nè, 6 nè, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, nhiều thế nhỉ. 40, 38, 39, 40, 41, 42 món trang bị càng. Vậy là 42 món mà trung bình cứ một con tướng thì 8 món cam, chia trung bình như vậy. 42 món thì anh em sẽ có được 5 đạo full gear cam nhé anh em. 5 đạo full gear cam đánh on field, như vậy là cũng khá khỏe đúng không anh em. Về gear là cực kỳ khỏe rồi đấy. 1, 2, 3, 4, 5. À nhầm rồi, lại đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 món trang bị cam. Và như chủ ạc nói với mình thì những cái món trang bị cam nổ tài năng đặc biệt 14 món như thế này thì hầu hết là đều phải tinh luyện, chứ chỉ có một vài món là nổ thôi. Nhưng mà anh em thấy được là ở đây tinh luyện cũng có nghĩa là đầu tư rất là nhiều rồi đúng không anh em. Đầu tư rất là nhiều cho trang bị mới được như thế này. 2, 3, 4 4 cái sừng mà chưa nổ tài năng đặc biệt, đập tới 4 cái chưa nổ này mà. 3 cái nhẫn cũng vậy nè, 2 tay Nava cái cho nổ cái đi, 2 cái giày cung, 2 cái tay cung, 3 cái giày kỵ nè, 3 cái mũ nổ cái. Đầu tư rất là nhiều cho trang bị nha anh em.
Mà đầu tư cho trang bị thì đúng là nó chuẩn rồi anh em ạ, à. Chuẩn không cần chỉnh rồi. 387 tượng cam. Rồi, 1.800 ngày, lần đầu tiên review một cái tài khoản mà có cái mức thời gian lâu đến như vậy. Thì bây giờ anh em mình sẽ cùng xem 1.800 ngày thì sẽ mát được bao nhiêu con tướng cam nha. Thằng này chắc chắn là mát nhiều tướng ấy, gì nhiều phết. Hơn 40 món gì trang bị cam. 2 4 6 8 9 11 13 15. Ồ, mát cả đi đô nè. 17 19 21 22 24 25 27 28 28 con tướng cam mà. Rất nhiều đúng không anh em? Kinh thật. 28 con là khá nhiều ấy. Wow ơi, mấy con tướng mới mát hết nè. Justin nè. Justin mát nè. Mặc khứ bệnh cũng mát luôn. Đi đồ cũng tướng mới cũng mát luôn nè. Gia cái lượng cũng mát nè. Hera cũng mát nè. Ôi ôi. Ác mát nhiều tướng mới thế. Mặc khứ bệnh cũng mát luôn nè. Nhiều tượng ác. Rồi bây giờ anh em mình sẽ xem những đạo chính chủ ác đã nôn phiêu. Ở đây có con Henry Fungica. Như hồi nãy mình chia trung bình ra cho anh em thấy rồi ấy. Thì bốn mấy món, bốn mấy món như vậy chia cho 8. 8 món nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chia trung bình ra thì sẽ được 5 đạo full cam. Vũ trang. Vũ trang ổn phết với mẫu cung 8, 8 chấm trở lên hết nè. Ta lên Henry. Chủ hoạt đánh Henry ra các lượng nhé nè. Đánh Henry ra các lượng. Mình thì đánh shit cao thì mình nghĩ nên đánh Henry ra các lượng. Còn nếu mà đánh shit thấp như mình thì đánh ra các lượng Henry. Rồi Henry giết nhiều không? 4 triệu 5. Hoặc khử bệnh tướng mới chắc chưa đấm nhau luôn. Đấy. Cũng full gear cam. Mạnh quá nhờ. Tài năng. Thấy chưa? Trời ơi. Bây giờ vẫn có người chơi cái kiểu talent giống y chang mình mà không cộng cái điểm nhấn full đỏ nha anh em. Bây giờ mỗi người một cách chơi thôi anh em ạ. À. Không phải ai giống ai đâu. Thế nên là khi mà anh em lên tài năng vô tướng ấy, nó sẽ ảnh hưởng đến cách chơi của anh em rất là nhiều. Chứ không phải là ai cũng mặc định anh em lên đỏ giống như boss, boss có thể dứt điểm mục tiêu được. Nhưng mà anh em thì chỉ nhấp nhả thôi. Đó, thực tế đánh phiêu như nào thì cây talent của anh em nó sẽ ảnh hưởng đến cái cách chơi của anh em nữa. Chứ không phải là anh em cứ thấy người ta lên talent như vậy, anh em cũng lên y chang như vậy. Nhưng thật ra anh em đánh nó sẽ không phát huy tác dụng giống như là người ta. Đó, thế nên là mỗi người một cách chơi. Đấy, ông này lên talent hoặc cứ bệnh giống y chang mình nè. Wow, còn mình Vũ Trang còn hoắc khử bệnh xịn vãi ở trưởng, máu kỵ 11% luôn nè. 11.7 nè. Zenobia. Zenobia là, chắc là gear của con Quang Vũ bỏ qua nhá anh em. Hiện tại để thủ nhà tạm tạm chơi cho vui thôi. Là nó là gear của Quang Vũ ấy. Talent Zeno. Talent này thì thủ nhà thủ cờ mít chóm được. Netkey cũng full một bộ gear cam xả chống. Minh Văn 2. Netkey cũng giết 42 triệu nè. Ta lên Netkey. Rồi đạo thứ 1, 2, 3. Đạo thứ 4 là Boudica. Boudica cái áo cung hình như chưa bỏ vào. Ồ, áo cung đâu? Thiếu cái áo cung rồi. Cũng full gear cam, gần full gear cam. Vũ trang thì được mọi thiệt hại 1.3 nè. Mẫu cung, thủ cung, tấn công cung. Ngoài ra còn một đống minh văn nữa. Rồi, ba đạo đã nôn phiêu và đạo cuối. 1, 2, 3. 4 đạo đã nôn phiêu rồi chứ. Đạo hàng vũ là đạo thứ 5. Ồ, hàng vũ cũng thiếu gear. Cũng thiếu ghê luôn. 42 triệu. Hình như mùa này đánh với 1093. Thế nên là có khi không biết là có mang hạng vũ ra phiêu không. Lát nữa mình sẽ xem chủ hạt ghép nối nhé. Con quang vũ đây là ghê của nó. Lúc nãy mình có bấm cho anh em xem rồi ấy. Combo. Tình nhuệ. Ghê của con Zeno nè. Rồi như vậy là anh em mình đã có những đạo để đánh non phiêu.
năm đạo ở trên Henry, hoắc khứ bệnh, Netkey là 3, Boyka là 4, hạng vũ là 5, quang vũ là 6. Nhưng mà con hạng vũ có khả năng là sẽ không được ra field. Mùa này đánh với 093 khá căng. Nhưng mà lát nữa anh em mình sẽ xem lại nhé. Ở đây mình thấy chủ ạc lên tướng đồn chú khá là nhiều. Zenobia nè, Yawiga nè, Fla nè, SC nè, Zika nè. Ồ, đồn chú không thiếu con nào anh em ạ. Hera, Dido, Atemi, Di Sung Sin. Ôi, ạc này cả tướng Danly cũng nhiều nè. Nét hồi trước là hạng vũ đúng không? Hồi trước là hạng vũ. Hạng vũ với lại Netkey. Đó, Boudica, Henry là đều là tướng Danly, Danly với Death nhiều phết đấy. Attila cũng tương tự nè. SC Fla, Hera, Dido cũng là Death luôn nè, Death cung với gia cái lượng nữa nè. Ồ, ạc này tính ra là cây ấy chứ. Đánh ship thấp là cây khỏe luôn ấy. Vừa cây Danly vừa cây Death được luôn nếu mà chơi ship thấp. Toàn mấy con Danly với đồn chủ nhiều phết. Mang về ship D thủ đúng bài. Đúng anh em. Mang về ship D đấm đúng bài. Khay màu vàng. Đây là cái khay mà chủ ạc sẽ đánh on field. Biết ngay là không có hạng vũ mà. Nghi rồi. Ở đây là sẽ đánh một đạo. Thứ nhất là Henry với gia cát lượng. Như mình lúc nãy mình đã nói với anh em ấy. Kỹ năng phụ trợ là gì đây? 12% tấn công, 8 tốc độ hành quân. Đội quân gây 12% sát thương tăng cường khi ở ngoài lãnh thổ liên minh. Henry gia cát lượng. Như nãy mình đã nói với anh em rồi. Đánh xích cao thì anh em đánh Henry với gia cát lượng. Vì talent của Henry nó khỏe hơn. Nhưng mà đánh B đổ về mình nghĩ là anh em nên đổi lại gia cát lượng của Henry bắn cho nó nhanh. Boudica, Temi cũng khỏe vãi ở trường luôn. Vũ SC cặp này khỏi bàn rồi. Net Yuan cũng tương tự. Hoặc cứ bệnh William cũng là cặp chuẩn meta luôn. Như vậy là ở đây chủ ạc đánh 5 đạo, 2 cung, 1 bộ và 2 kỵ. Nghĩa là tốc độ hành quân là cũng đồng, mình thấy nó cũng khá đồng đều nhau ấy, đúng không anh em? Mà 5 cặp này thì thấy là cặp nào cũng là chuẩn meta đó anh em ạ. Hoặc cứ bệnh Willy cũng chuẩn meta, Net Yuan cũng tương tự như vậy. Vũ SC thì nó chùm rồi, Boika, Temi cũng như vậy luôn. Và gia cát lượng với Henry. Gia cát lượng với Henry cũng mạnh, rất là mạnh luôn. Chỉ trừ Boika gia cát lượng ra thôi, chứ còn gia cát lượng Henry bắn cũng cực kỳ đau luôn nhá anh em. Mình cũng đang đánh cặp gia cát lượng với Henry, có điều là mình đánh gia cát lượng chính, Henry phụ do mình đánh xích thấp. Rồi, ạc của diễn viên Hàn Quốc đánh 5 đạo chuẩn meta cực kỳ mạnh. Mùa này khô máu với mấy anh bên 1093. Nhưng mà ghi như vậy là mình nghĩ khá là ok rồi. Bây giờ anh em mình sẽ cùng xem một chút về tách nha. Xem ở đây đi, xem đây, xem từ tiêu thụ bao nhiêu pha lê rồi. Mới vào KVK được khoảng 4-5 ngày ấy anh em ạ. 4-5 ngày mức tiêu thụ pha lê gần 30 triệu pha lê, 26 triệu pha lê nha anh em. Rồi, xem kỹ năng phụ trợ chủ ạc ghép cái gì đây. Đây là con Thomas. Hoặc khử bệnh là kỹ năng của Caesar. Netkey là của Helmet. Boudica là của Imhotep. Hoàng Vũ là của CM. Wow. Vũ SC xài skill CM thì đúng là kiểu nó vừa trâu bò, nó vừa chạy nhanh anh em ạ. Vừa trâu bò vừa chạy nhanh. Rồi, bây giờ anh em mình sẽ xem về chút về công nghệ nha, tách nha. Tách của 5 ngày đầu tiên vào KVK. Tất nhiên là không phải bot thì không thể nào mà tách nó mạnh được, đúng không anh em? 5555 full hết rồi nè. 5555. Ở đây mình thấy nâng tách cung với lại tách kỵ. Anh em đánh kỵ cung thì ưu tiên nâng tách kỵ với cung trước. Đó, ví dụ vậy. Còn bộ thì để dành nâng sau. Vì bộ nó chỉ đánh có một đạo thôi. Hiệp ước với trao đổi văn hóa. Bởi vì John 5 sẽ không đánh với 1093. Thế này là anh em nâng về những cái làm nhiệm vụ thành lũy cao hơn, để có thể kiếm được nhiều pha lê hơn. Về sau thì dùng tách đánh nhau sau. Rồi, gần với 30m pha lê thì anh em sẽ nâng được như vậy nhé. Đừng để tách. Quả ạc này, chủ ạc nhiều game phết, gần 700k game, dã man thật. Có nhiều game ác. Game tháng, gói nguyên liệu, gói vật liệu chứ, cấp vật liệu. Một số cái gói bóp ốp đây nha anh em. Rất là nhiều pha lê ở đây.
Mà mình nghĩ bây giờ nếu mà anh em không nạp nhiều ấy, anh em chỉ cần mỗi mùa bỏ khoảng 2-3 triệu anh em mua mấy gói bầu up này thôi. Mình nghĩ đánh đánh cũng khá khỏe rồi. Tất nhiên là mắt tấp thì nó sẽ khỏe hơn, cái chuyện đó nó hiển nhiên anh em ạ. Nhưng mà mình nghĩ là mua tầng này bầu up là đánh vô tư rồi anh em ạ. Đánh thoải mái rồi. Rồi, như vậy là trong video ngày hôm nay thì review cho anh em xem một cái tài khoản của diễn viên Hàn Quốc với năm đạo đánh on field cực kỳ chuẩn meta. Anh em nghĩ sao về năm đạo full gear cam để chuẩn bị đấm nhau với mấy anh 1093 thì có ổn không anh em? Anh em chia sẻ bình luận ở dưới video nha. Cá nhân mình thấy cái ạc này đây cũng chắc là cái ạc đầu tiên mà mình review với cái số ngày đăng nhập lên tới hơn 1800 ngày. Đấy chắc là lần đầu tiên chắc chắn luôn, nếu mình nhớ không nhầm, bởi vì nếu mà ạc nào mà có cái thời gian lâu hơn cái ạc của mình là cũng 1700 mấy ngày rồi ấy, thì mình sẽ nhớ rất là dài. Ok, video đến đây là hết rồi. Hẹn gặp anh em ở những video lần sau nha. Bye bye, xin chào anh em.